Hello mọi người, vậy là chúng ta lại gặp nhau tại kênh YouTube Đố Vui Nhanh Trí của bọn mình rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chuỗi series những câu đố đội hình bắt giữ nhé. Và trước tiên hãy dành tặng cho bọn mình một like và một subscribe để ủng hộ tinh thần cho kênh của bọn mình nha. Bên cạnh đó, đừng quên nhấn vào chiếc chuông để nhận về những thông báo tiếp theo từ bọn mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cùng khởi động với câu hỏi đầu tiên nào mọi người ơi. Nhớ suy nghĩ thật kỹ và quan sát về những gợi ý mà bọn mình mang lại nhé. Nào nào, mọi người có đoán ra được đáp án chính xác của câu hỏi này chính là sát thủ không? Đáp án có làm cho các bạn sợ không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2 nha. Những gợi ý của câu hỏi số 2 quá rõ ràng phải không nào? Đáp án chính xác của câu hỏi này chính là cân não nha. Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được đáp án chính xác nhé. Để xem câu hỏi số 3 sẽ đưa chúng ta đến những gợi ý nào nè. Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được đáp án chính xác chính là cáo biệt nha. Các bạn thực sự rất thông minh và khéo léo trong việc suy đoán. Xin mời các bạn cùng đến với câu hỏi số 4 nào. Có một chú rùa và một người thợ chụp ảnh. Các bạn thử đoán xem hai gợi ý này đưa chúng ta đến từ ngữ nào nhé. Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được đáp án chính là quy chụp nha. Dành tặng các bạn một tràng vỗ tay thật lớn vì sự tài giỏi của các bạn nè. Hãy cùng nhau đến với câu hỏi số 5 nào mọi người ơi. Nhớ quan sát thật kỹ những gợi ý mà Đố Vui Nhanh Trí mang lại nhé. Đáp án chính xác của câu hỏi này chính là hóa vàng nha các bạn ơi. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu hỏi tiếp theo nào. Đáp án chính xác của câu hỏi này chính là cao có nha các bạn ơi. Chúng ta cùng tiếp tục với câu hỏi số 7 nào. Hãy nhìn những gợi ý mà Đố Vui Nhanh Trí mang lại nha. Gợi ý của câu hỏi này chính là một chiếc hố và một tên quỷ dữ. Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được đáp án của câu hỏi này chính là hố tử thần nha. Các bạn có sợ hãi đối với chiếc hố này không? Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 8 nào. Hãy nhìn kỹ hai gợi ý ở trên màn hình nhé. Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được đáp án chính xác chính là cầu may nha. Các bạn thật sự rất giỏi, dành tặng cho các bạn một tràng vỗ tay thật lớn nè. Nào nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu hỏi số 9 nha. Và từ những gợi ý chúng ta có thể đoán được, đáp án của câu hỏi này chính là nhãn hiệu nha các bạn. Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được những đáp án chính xác ngày hôm nay nha. Cảm ơn các bạn đã cùng tham gia với những câu hỏi của Đố Vui Nhanh Trí. Chúc các bạn sẽ có một ngày thật là vui vẻ. Nếu có những đóng góp nào dành cho Đố Vui Nhanh Trí, hãy để lại ở phía dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên nhấn vào chiếc chuông để nhận những thông báo cho video tiếp theo của Đố Vui Nhanh Trí nha. Tạm biệt mọi người.